Kinh Mahani. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn trú tại Vesali ở giảng đường Trùng Cát, rừng Đại Lâm. Lúc bấy giờ, một số đông sứ giả Bà La Môn nước Kosala và nước Magadha đang ở tại Vesali vì một vài công việc. Những vị sứ giả ấy được nghe như sau: Này các tôn giả, Sa môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, hiện nay đang trú tại Vesali ở giảng đường Trùng Cát, rừng Đại Lâm. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa môn Gotama. Ngài là bậc Thế Tôn A La Hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài đã tự chứng ngộ thế giới này với tiên giới, ma giới, phạm tiên giới, với các chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. Tự chứng ngộ rồi hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Nếu được ý kiến một vị A-la-hán như vậy thì rất quý. Những vị sứ giả Bà-la-môn ở Kosala và ở Magadha ấy đi đến giảng đường tại rừng Đại Lâm. Lúc bấy giờ, Đại Đức Nagita là thị giả Đức Thế Tôn. Những vị sứ giả Bà-la-môn ở Kosala và ở Magadha đi đến chỗ Đại Đức Nagita ở và thưa: Tôn giả Nagita, hiện nay tôn giả Gotama ở tại đâu? Chúng tôi muốn ý kiến tôn giả Gotama. Các hiền giả, nay không phải thời ý kiến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đang chỉ tình. Những sứ giả Bà La Môn ở Kosala và Magadha liền ngồi xuống tại một bên và nói: Sau khi được ý kiến tôn giả Gotama, chúng tôi mới đi. Ottada, người Lichavi cùng với một số đông dân chúng Lichavi cũng đi đến Trùng Cát giảng đường, rừng Đại Lâm gặp Đại Đức Nagita, đảnh lễ vị này, rồi đứng một bên. Ottada, người Lichavi thưa với Đại Đức Nagita: Hiện nay Đức Thế Tôn A-la-hán chánh đẳng giác ở tại đâu? Chúng con muốn ý kiến Đức Thế Tôn A-la-hán chánh đẳng giác. Mahali, nay không phải thời ý kiến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đang chỉ tịnh. Ottada, người Lichavi liền ngồi xuống một bên tại chỗ ấy và nói: Sau khi được ý kiến Đức Thế Tôn A-la-hán chánh đẳng giác, con mới đi. Khi ấy Sajisiha đến Đại Đức Nagita, đảnh lễ Đại Đức và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Sajisiha nói với Đại Đức Nagita: Bạch Đại Đức Kassapa, một số đông sứ giả Bà La Môn ở Kosala và Magadha đã đến đây để ý kiến Đức Thế Tôn. Ottada, người Lichavi cũng đến đây với số đông dân chúng Lichavi để ý kiến Đức Thế Tôn. Đại Đức Kassapa, lành thay, nếu những vị này được ý kiến Đức Thế Tôn. Vậy Siha, hãy thưa với Đức Thế Tôn. Thưa vâng, bạch Đại Đức. Sajisiha vâng theo lời dạy của Đại Đức Nagita, đến tại chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, rồi đứng một bên. Sajisiha sau khi đứng một bên, liền bạch Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, một số đông sứ giả Bà La Môn ở Kosala và Magadha đến đây để ý kiến Đức Thế Tôn. Ottada, người Lichavi cùng một số đông dân chúng Lichavi đã đến đây để ý kiến Đức Thế Tôn. Lành thay, nếu những vị này được ý kiến Đức Thế Tôn. Này Siha, hãy dọn chỗ ngồi trong bóng mát trước mặt ngôi tịnh xá. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Sajisiha vâng theo lời dạy Đức Thế Tôn,
sắp đặt một chỗ ngồi trong bóng mát trước mặt ngôi tịnh xá. Và Đức Thế Tôn đi ra khỏi tịnh xá và ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn trong bóng mát trước mặt ngôi tịnh xá. Rồi các sứ giả Bà La Môn ở Kosala và Magadha đến tại chỗ Đức Phật, nói lên những lời chúc tụng thân hữu và xã giao với Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Uttada người Lichavi cùng với một số lớn dân Lichavi cũng đến tại chỗ Đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Uttada người Lichavi thưa với Thế Tôn: Bạch Đại Đức, hai ba ngày về trước, Sunakata dòng họ Lichavi đến chỗ con ở và nói với con: Này Mahali, từ khi tôi sống gần Đức Phật không lâu quá 3 năm, tôi được thấy những thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không được nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Bạch Thế Tôn, những thiên âm mà Sunakata dòng họ Lichavi không nghe, những thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, không hiểu những thiên âm ấy có thật hay không có thật. Này Mahali, những thiên âm mà Sunakata dòng họ Lichavi không nghe, những thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, những thiên âm ấy có thật, không phải không có. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, những thiên âm mà Sunakata dòng họ Lichavi không nghe, những thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, những thiên âm ấy có thật, không phải là không có. Này Mahali, có tỷ kheo tu định nhất hướng, hướng về phía đông với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không nghe với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì vị này tu định nhất hướng, hướng về phía đông với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nên vị này thấy được về phương đông các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì sao vậy? Này Mahali, vì tỷ kheo này trong khi tu định nhất hướng, hướng về phía đông, chỉ với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Lại nữa, này Mahali, có vị tỷ kheo tu định nhất hướng, hướng về phía nam, về phía tây, về phía bắc, phía trên, dưới, ngang, với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì đây tu định nhất hướng, hướng về phía trên, dưới, ngang, với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nên vị này thấy được phía trên, dưới, ngang, các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì sao vậy? Này Mahali, vì tỷ kheo này trong khi tu định nhất hướng, hướng về phía trên, dưới, ngang, chỉ với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Này Mahali, có vị tỷ kheo tu định nhất hướng, hướng về phía đông với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì vị này tu định nhất hướng, hướng về phía đông với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi,
Nên vị này nghe được về phía đông các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì sao vậy? Này Mahali, vì vị tỷ kheo này trong khi tu định nhất hướng, hướng về phía đông, chỉ với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Lại nữa, này Mahali, có tỷ kheo tu định nhất hướng, hướng về phía nam, hướng về phía tây, hướng về phía bắc, phía trên, dưới, ngang, với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì vị này tu định nhất hướng, hướng về phía trên, dưới, ngang, với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Nên vị này nghe được phía trên, dưới, ngang các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không thấy được các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì sao vậy? Này Pahali, vì tỷ kheo này trong khi tu định nhất hướng, hướng về phía trên, dưới, ngang, chỉ với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Này Pahali, có tỷ kheo tu định nhị hướng, hướng về phía đông với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, và với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì vị này tu định nhị hướng, hướng về phía đông với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, và với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nên vị này hướng về phía đông thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, và nghe được các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì sao vậy? Này Mahali, vì tỷ kheo này trong khi tu định nhị hướng, hướng về phía đông với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, và với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Này Mahali, có vị tỷ kheo tu định nhị hướng, hướng về phía nam, hướng tây, hướng về phía bắc, về phía trên, dưới, ngang, với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, và với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì vị này tu định nhị hướng, hướng về phía trên, dưới, ngang, với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, và với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nên vị này hướng về phía trên, dưới, ngang, thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, và nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì cớ sao? Này Mahali, vì tỷ kheo này trong khi tu định nhị hướng, hướng về phía trên, dưới, ngang, với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, và với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Này Mahali, do nhân này, do duyên này, những thiên âm ấy có thật, không phải là không có. Bạch Thế Tôn, như vậy có phải muốn chứng được các pháp định, thiền định ấy mà các tỷ kheo sống đời phạm hành? Dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn, này Mahali, không phải muốn chứng được các pháp thiền định ấy mà các tỷ kheo sống đời phạm hành dưới sự chỉ dạy của ta. Này Mahali, có những pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn. Vì muốn chứng được những pháp ấy, các vị tỷ kheo sống đời phạm hành dưới sự chỉ dạy của ta. Bạch Thế Tôn, những pháp ấy cao thượng hơn, thù thắng hơn là gì mà các vị tỷ kheo vì muốn chứng được những pháp ấy sống đời phạm hành dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn?
Này Mahali, ở đây tỷ kheo đoạn dứt ba kiết sử, thành bậc dự lưu, không đọa ác thú, chắc chắn đạt quả bồ đề. Này Mahali, pháp này cao thượng và thù thắng hơn. Vì muốn chứng được pháp này, các tỷ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của ta. Lại nữa, này Mahali, tỷ kheo đoạn dứt ba kiết sử, làm nhẹ bớt tham, sân, si, thành bậc Niết Lai, còn phải sanh lại trong đời này một lần nữa trước khi diệt hẳn khổ đau. Này Mahali, pháp này cao thượng hơn và thù thắng hơn. Vì muốn chứng được pháp này, các tỷ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. Lại nữa, này Mahali, vì tỷ kheo đã đoạn dứt năm hạ phần kiết sử, thành vị hóa sanh nhập niết bàn tại đây, không còn phải trở lại thế giới này nữa. Này Mahali, pháp này cao thượng và thù thắng hơn. Vì muốn chứng được pháp này, các tỷ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. Này Mahali, những pháp cao thượng và thù thắng này, vì muốn chứng được pháp ấy, các tỷ kheo sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của ta. Bạch Thế Tôn, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến sự chứng ngộ những pháp ấy? Này Mahali, có con đường, có đạo lộ đưa đến sự chứng ngộ những pháp ấy. Bạch Thế Tôn, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến sự chứng ngộ những pháp ấy? Đó là con đường thánh có tám ngành: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Này Mahali, con đường này, đạo lộ này đưa đến sự chứng ngộ những pháp ấy. Này Mahali, một thời ta ở Kosambi, vườn Gojitarama. Lúc bấy giờ, có hai người xuất gia Mandisa, một vị du sĩ và Yaliya, đệ tử của Darupatika, đến tại chỗ ta ở, nói lên những lời chúc tụng thân hữu và xã giao với ta, rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, hai vị xuất gia nói với ta như sau: Này hiền giả, mạng căn và thân thể là một hay là khác? Này hiền giả, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Vâng hiền giả. Hai vị xuất gia trả lời ta như thế, và ta nói như sau: Này hiền giả, ở đây Như Lai sanh ra đời, vị A-la-hán chánh đạt giác, như kinh Sa Môn Quả. Này hiền giả, như vậy vị tỳ kheo thành tựu giới hạnh, chứng và an trú sơ thiền. Này hiền giả, khi tỳ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể là một hay khác không? Này hiền giả, tỳ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể là một hay là khác? Này hiền giả, tuy ta biết như vậy, nhưng ta không nói mạng căn và thân thể là một hay là khác. Chứng và an trú đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiền. Này hiền giả, khi tỷ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể là một hay khác không? Này hiền giả, tỷ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể là một hay là khác? Này hiền giả, tuy ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng ta không nói mạng căn và thân thể là một
hay là khác? 18. Vị ấy hướng tâm, dẫn tâm đến tri kiến. Này hiền giả, khi vị tỷ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể là một hay là khác không? Này hiền giả, vị tỷ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể là một hay là khác? Này hiền giả, tuy ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng ta không nói mạng căn và thân thể là một hay là khác. Vì ấy biết sau đời này sẽ không có đời khác nữa. Này hiền giả, khi tỷ kheo biết như vậy, thấy như vậy, vị ấy có sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể là một hay là khác không? Này hiền giả, vị tỷ kheo biết như vậy, vị ấy sẵn sàng đề cập đến vấn đề mạng căn và thân thể là một hay là khác? Này hiền giả, tuy ta biết như vậy, thấy như vậy, nhưng ta không nói mạng căn và thân thể là một hay là khác. Đức Thế Tôn thuyết như vậy, Uttada người Lichavi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.dieuphapam.net.